Lê Giang và khối tài sản khủng ở tuổi 52. Rất là rộng á, thấy chị rất rộng, dài thoải mái luôn. Nhà ba phần luôn chị nha, chạy thoải mái. Từng bôn ba xứ người, làm nêu kiếm sống. Cái nghề nêu này là Lê Giang có bằng cấp ở bên Úc luôn nha quý vị nha. Lê Giang sống Úc được 5 năm đó, cho nên là Lê Giang làm cái này cũng rành rồi. Loạt dự án trăm tỷ đều có sự góp mặt của Lê Giang. Không cho mày quen với mấy cái thằng xấu xa thì mày nói cấm cản tình yêu của mày. Vậy tao làm cái gì sai? Tụi nó lên mày xuống. Xuống gì mà xuống hoài vậy? Xuống 7 lần rồi đó. Sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Đây là ngày cuối tuần enjoy, rồi nắng đẹp. Hiện tại là Lê Giang đang ở Úc nha cả nhà. Thẳng thắn thừa nhận thẩm mỹ để níu giữ tuổi xuân. Lỗ mũi chị làm 10 lần. Bây giờ ai xấu đều có quyền làm đẹp hết. Mình làm đẹp, mình tự tin cho bản thân mình. Mình làm đẹp, người ta khen mình vui. Lê Giang bén duyên với nghệ thuật từ năm 15 tuổi. Chị sở hữu giọng ca ngọt ngào cùng khả năng diễn xuất ấn tượng. Thế nhưng khi thời chưa tới, Lê Giang hoạt động nghệ thuật bao năm vẫn chưa tạo dựng được tên tuổi trong làng giải trí Việt. Giữa lúc sự nghiệp bấp bênh, Lê Giang ly hôn chồng cũ. Sau đó, chị tái hôn và quyết định sang Úc định cư cùng người chồng thứ hai. Lê Giang từng chia sẻ về cuộc sống cơ cực nơi xứ người với công việc chính là làm nêu để kiếm tiền qua ngày. Sau 5 năm chấp nhận bôn ba xứ người, bỏ dở niềm đam mê nghệ thuật nhưng Lê Giang cũng chẳng có được gia đình hạnh phúc. Một lần nữa, hôn nhân đổ vỡ, chị rơi vào bế tắc. Năm 2015, Lê Giang cùng con trở về quê hương và quay lại với nghệ thuật. Lê Giang sống Úc được 5 năm đó, cho nên là Lê Giang làm cái này cũng rành rồi. Đó là cũng là kỷ niệm của mình. Mình học hỏi được cái nghề nail này. Lê Giang bắt đầu lại sự nghiệp nghệ thuật và được khán giả đón nhận, yêu mến, chị liên tục tham gia các dự án phim. Lê Giang được đánh giá là có sự nhanh nhạy trong nét diễn, có thể biến chuyển linh hoạt, trải nghiệm nhiều lĩnh vực từ phim ảnh, ca hát, game show. Riêng trong điện ảnh, cả 5 bộ phim Lê Giang tham gia đều đạt kỷ lục về doanh thu. Trong đó, Bố Già thu 400 tỷ đồng là phim điện ảnh ăn khách nhất Việt Nam tính đến nay. Nhà Bà Nữ đạt doanh thu gần 180 tỷ đồng chỉ một tuần công chiếu. Cô Lại Vợ Bầu thu về 192 tỷ đồng. Pháp Sư Mù cũng nhận được 55 tỷ đồng. Lê Giang còn đóng phim Chị Em 2, phim thu về 43 tỷ đồng sau 6 ngày chiếu. Thời Tới Cảng Không Nổi, Lê Giang được coi là một ngôi sao phòng vé dù chỉ xuất hiện ở tuyến phụ. Ở tuổi ngoài 50, Lê Giang là một trong những nữ nghệ sĩ đắt sâu bậc nhất ở miền Nam. Chị được mời quay chương trình, đóng phim, quảng cáo và tích cực livestream bán hàng online. Nhờ công việc suôn sẻ, chị tích góp khối tài sản gồm nhà đất, kim cương và sở thích mua sắm hàng hiệu. Mới đây, Lê Giang đã có dịp khoe không gian sống mới tậu tại Úc khi cùng mẹ đưa cậu con trai út sang làm thủ tục định cư và nhập học. Ngôi nhà có diện tích rộng rãi, xung quanh yên tĩnh, nằm ở vị trí góc của khu phố. Không gian sống của nữ nghệ sĩ có sân vườn trước và sau thoáng đãng, đủ chỗ đậu vài chiếc xe hơi và tổ chức tiệc BBQ. Bên cạnh đó, Lê Giang còn sở hữu hai ngôi nhà tại Việt Nam. Trong đó, căn nhà phố 3 tầng ở thành phố Hồ Chí Minh là nơi gia đình chị sinh sống chủ yếu. Ngoài ra, biệt thự biển trị giá gần 10 tỷ đồng tại Vũng Tàu cũng được nữ nghệ sĩ tậu vào năm 2022. Phần đất còn lại chị dành để làm hồ bơi, sân vườn và hòn non bộ. Lê Giang là một trong số ít nghệ sĩ Việt không giấu giếm chuyện can thiệp thẩm mỹ. Chị thừa nhận rằng đã hàng chục lần chỉnh sửa nhan sắc. Ở thời điểm hiện tại, không thể phủ nhận nhan sắc của Lê Giang ngày càng lên hương.